Rồi, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi bắt ốc sên nha. Đây, cái đây là rùa. Wow, wow, wow. Ở đây có một con ốc sên nè các bạn. Đó, quả con này trường mạnh dài dữ ta. Ồ, nghe tiếng mình thuộc đầu rồi các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cho nó ăn reo nha các bạn. Cho ăn reo nha, ăn reo non nha. Ừ, đây, ốc sên đây. Rồi, mâm, mâm reo, mâm reo, mâm reo. Đó. Ăn reo nè, đó, nó há miệng ăn reo nè các bạn. Wow, miệng to ghê chưa. Đang ăn cái reo luôn. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Ăn luôn cái reo của mình các bạn. Ồ. Đây, mình sẽ đút cho nó ăn luôn. Ồ. Hồi chê cái reo rồi nó không ăn các bạn. Ồ. Nó tính bò đi đâu đây nè. Ừ, thấy chưa. Rồi, ăn cái reo rồi. Wow, lì. Rồi, bắt được một con ốc sên nha. Rồi, cho vô giỏ luôn nha các bạn. Rồi, được một con rồi. Wow, tiếp tục đây. Chỗ đây có một con nữa nè các bạn. Một con ốc sên màu đỏ nha các bạn. Wow, cũng đang trường ăn cây reo nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bác bỏ vô giỏ luôn nha. Đây, để mình đút cho nó ăn luôn. Lấy cây reo đút cho nó ăn nha. Xin thử con ốc sên này có ăn reo không nha. Đây, ốc sên, đây, reo đây. Wow, ngậm luôn cái reo của mình rồi các bạn. Ồ, thấy chưa, con này ăn ốc sên, con này ăn reo rồi, ốc sên này ăn reo rồi. Lì nè. Rồi, cho vô giỏ luôn nha. Đó. Bây giờ mình được một hai con ốc sên này nha các bạn. Wow, ngang chỗ đây có một con ốc sên màu xanh lá cây nữa nè các bạn. Đó, một ốc sên màu xanh lá cây. Wow, thêm một ốc sên nhỏ chút xíu nè, đây luôn nè các bạn. Wow, con này lì ghê chưa, đỏ đụng cục đầu đâu. Rồi, đang ăn cái reo nè các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ đút cho nó ăn luôn nha. Bỏ đi đâu xa, đút nè, ăn đi. Nè. Mâm 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 mâm. Mâm 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 mâm. Mâm nè ốc sên. Mâm nè, đây. Nó đụng cục đầu của các bạn. Nó sợ cái reo của mình luôn, nó tục đầu vô luôn nè. Rồi. Rồi, bác nó như vẫn có nó vẫn con bò này các bạn. Ghê chưa? Con ốc sên này lì ghê chưa? Đó. Rồi, cho vô giỏ luôn các bạn ơi. Rồi, bò đi đâu bò đi. Mình được một con, hai con, ba con ốc sên nào. Ồ, con này lì bác bỏ vô giỏ luôn bạn. Lì quá, nhỏ mà lì nè. Con này nhỏ mà lì luôn nha. Wow, wow, mình lại gẹp một con ốc sên đây nữa các bạn. Đó. Con ốc sên này, con sên mình đâu này, trộn của mình trường dài ghê chứ các bạn. Con này mình dài ghê thiệt. Đây, mình sẽ đút cho nó ăn nè. Đang kiếm đường cây ăn cây reo này các bạn. Đây, ăn mâm 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 cái miệng của nó này. Ăn đi. Con miệng của nó này các bạn. Đó, nó đang ăn nó. Ghê chưa, quá dữ. Wow, nó ngậm được cây reo của mình rồi. Nó đang ăn cây reo rồi. Quá dữ. Thôi, 1, 2, 3. Đây, tục đầu vô luôn rồi các bạn. Rồi, mình sẽ thả nó về đây nha. Wow, con ốc sên này đang bò đi đâu đây nè. Mình được một con, hai con, ba con, bốn con ốc sên rồi các bạn. Thêm hai chú ốc sên các bạn. Đây, một con này. Bên kia một con nữa là hai con ốc sên này. Đây, bây giờ thì mình sẽ bắt con này trước nha. Giờ mình sẽ làm thịt con này trước rồi đã. Cho nó ăn cái reo đã. Ăn reo nè, ăn reo nè ốc sên. Không thì ăn reo của mình luôn các bạn. Lì. Một lì, lì nè. Rồi, bác cho vô giỏ luôn nha các bạn. Con ốc sên này lì gì. Con này, con ốc sên này. Con ốc sên này xanh này lì quá trời lì. Bây giờ mình sẽ bác con ốc sên này bên này luôn. Con ốc sên bên này chạy đi đâu cho thoát. Đụng anh đọc tục đầu vô luôn các bạn. Chuẩn bị anh lù ra, mình sẽ đút cho nó ăn nha. Chờ lù ra đi. Đang lù ra nè các bạn. Đó. Đây, ăn cây reo đây, cỏ đây. Nè. sợ tục đầu vô luôn à. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó vô giỏ luôn đi. Mình có mấy con đang bò luôn rồi. Anh nhỏ đây cũng lì nè, anh bự cũng lì nè. Bây giờ mình sẽ đếm được mấy con nha. Một con này, hai con này, ba, bốn này, năm, sáu con rồi các bạn. Wow, nhiều ốc sên quá. Wow, vườn cây mát quá nha.
cũng có nhiều ốc sên nữa các bạn. Đó, tiếp tục mình sẽ đi bắt ốc sên tiếp nha. Đây nữa các bạn. Đó, mình đang có ốc sên, còn một con ốc sên mà đỏ nữa này các bạn. Nó đang bò ăn gì đây? Chắc có khi là ăn rêu này các bạn. Đó, con này ăn rêu này. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn rêu nha. Đút cho nó ăn nha. Mom. Thụt đầu vô luôn. Sợ rêu mình quá. Thụt đầu vô luôn nào. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vô vỏ các bạn ơi. Đó. Thêm những chú này đang bò luôn nè. Đó, thấy chưa các bạn? Kìa chưa, quá dữ luôn đúng không? Rồi, đây mình ghe một con ốc sên nhỏ nữa nè các bạn ơi. Đó. Một con ốc sên nhỏ đang bò đi đâu đây mà vội vàng. Đó, nó đang ăn một cây rêu non này các bạn. Động đầu. Vừa động nhanh quá là tụt đầu vô luôn các bạn. Đây, để chuẩn bị nó hở ra này các bạn. À, để ý nè, đây. Đó, cái miệng của nó nè, ngộ ghê quá dữ chưa. Wow, tuyệt vời luôn. 1, 2, 3. Tụt đầu lì quá. Không, con này lì quá các bạn. Mình sẽ bắt bỏ vô vỏ luôn. Wow, con này nó muốn rớt ra luôn rồi. Con này nè, nó muốn bò rớt ra luôn rồi. Con lũ nhỏ này lì ấy. Đây, này lòi con mét, cái mũi con mét luôn nè. Ngay đây các bạn, đây. Mình có một con sen bự quá trời bự luôn các bạn. Đây nè, thấy chưa? Con này to trời to luôn. Wow. Bò khá nhanh luôn nè các bạn. Con này bò khá nhanh luôn nha. Đây, mình sẽ đút reo non cho nó ăn nha. Cái reo đây, ăn đi. Mở miệng ra ăn rồi nè các bạn. Wow, quá trời dữ luôn. Ghê chưa các bạn. Bò đang bò tè của mình luôn nè các bạn. Con ốc sên này quá dữ đâu không. Chám bò lên tè của mình luôn nè. Ghê chưa. Một con ốc sên bò lên tè luôn. Tuyệt vời luôn. Không, mình sẽ đế te cho nó bò lên te của mình luôn nè các bạn. Nhột quá. Nhột quá các bạn. Chú ốc sên này lầy quá rồi, lầy rồi. Lên. Một. Sao nhột te dữ các bạn. Ghê quá. Quá trời dữ rồi. Rồi, cho lên luôn. Rồi, một con ốc sên lên dốc te mình luôn các bạn. Mình cảm giác ở dưới te nó còn răng ở dưới te này các bạn. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Lần đầu tiên được chú ốc sên bò lên te luôn này các bạn. Quá trời ghê rồi. Ốc sên bò lên te là khá dữ luôn nè các bạn. Nha các bạn. Mình xin nâng nó lên đi. Nè các bạn, ghê chưa? Nhột cái te quá đi. Những chú ốc sên này sao lì quá vậy. Rung te luôn nè. Ốc sên này quá lì rồi các bạn. Rồi, cho nó vô xuống vỏ luôn nha các bạn ơi. Rồi. Đây, tiếp tục mình để bắt ốc sên nha các bạn. Đây, một con ốc sên nữa nè các bạn ơi. Cho vô vỏ luôn. Thêm hai con ốc sên luôn nha. Rồi, trẻ đi đâu mà bụi màu vàng các bạn. Rồi, cho vô vỏ luôn. Những chú ốc sên này lầy lộn nè. Đây các bạn. Ngang chỗ đây mình. Đang trốn dưới đây nữa. Ngang chỗ đây mình có con ốc sên này đỏ này. To ghê chứ các bạn. Con ốc sên này bự quá trời bự luôn nè. Nó đi đâu vậy ta. Chú ốc sên này lầy quá là lầy luôn rồi. Mình sẽ gửi nó lên và cho nó xuống đây. Tiếp tục bò nha các bạn. Ốc sên này, con ốc sên này đỏ này bự khá bự luôn. Ngang chỗ đây mình dẹp một con ốc sên nữa này các bạn. Ngang chỗ đây có một con ốc sên nhỏ nè. Thấy chưa, quá đã chưa. Lì nè. Một con ốc sên lì lộn. Mình sẽ bắt nó luôn. Cho vô vỏ luôn các bạn ơi.
nhiều ốc sen quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình được 10 con ốc sen rồi nha các bạn. Wow, ngay chỗ đây mình có một con ốc sen bự màu đen nữa nè các bạn. Con đây mèo đà nha các bạn. Đó, đà trắng này, đó, nó đang đi đâu nè, đang đi dạo nè các bạn. Cháu ốc sen này lầy quá rồi. Ban ngày mà cũng phải đi ăn, thường là ốc sen này ban đêm nha các bạn. Mà ban ngày vẫn đi ăn nè. Đây, bây giờ mình sẽ đút cho nó ăn cái đã. Đây, cỏ non đây. Ốc sen, ăn cỏ non. Nó tụt đầu vô luôn các bạn. Mình đụng cái đầu là nó tụt vô luôn nha. Mình phải từ từ nó, nếu mà càng nhanh là nó càng tụt xuống, không lù ra lửa đúng không các bạn. Đó, quá dữ luôn rồi. Rồi, cho qua giỏ các bạn ơi. Wow, hiện nay cũng có nhiều con ốc sen đang bò này các bạn. Nguyên bài đang bò luôn nè các bạn ơi. Wow, đó, quá trời đã luôn rồi. Một con nè, hai nè, trọ con đây ốc sen này đó bự nè. 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con ốc sen luôn nha các bạn. Hiện tại trong tay mình có 12 con ốc sen luôn. Để xem thử còn ốc sen chỗ nào không nữa nha. Đây các bạn, đây mình có một con ốc sen cuối cùng nè. Đang bò ở đâu đây nè. Đó, quá trời dữ rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ đút cây reo cho nó ăn nha. Đây reo đây, mâm 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 nha. Sợ lép, nó sợ lép, mình phải nhẹ nhàng à. Mâm 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 mâm. Oh, đó mâm rồi các bạn ơi. Đó thấy chưa. Con ốc sen này đã mâm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nó luôn nha. Lì quá trời lì rồi. Cho vô vỏ luôn nè các bạn. Ồ, mình được nhiều ốc sen rồi. Con này đang trường dài ghê các bạn. Cổ nó nè, gãi gãi lưng, gãi lưng, gãi lưng, gãi lưng. Rồi, xong.